Xin chào mọi người, em là Nhật Quang đến từ kênh Nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam NWFi Stock. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục trở lại phân tích thị trường cũng như đưa ra những cái định hướng của mình cho phiên ngày mai. Thì hôm nay đầu tiên là bản tin hôm nay rất muộn, phải không? Rất muộn vì hôm nay em có một số việc bận do phải học một số chính sách của công ty. Nên thành ra là không thể làm bản tin sớm để đăng cho mọi người được. Khi bắt đầu quay bản tin này là đã rất trễ rồi. Thì mọi người có thể thấy là hôm nay thị trường giảm 25 điểm, chỉ số VN30 giảm gần 19 điểm, gần 370 mã trên thị trường gãy hoặc giảm nha. Ở đây em dùng từ gãy luôn, do một số con nó gãy và một số con nó giảm điểm, chung quy là giảm rất nhiều nha, giảm rất nhiều. Thì cái trạng thái thị trường này như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nó, và chúng ta sẽ không tập trung vào phân tích từng cổ phiếu mà chúng ta sẽ đi nhìn cái mặt tốt và mặt xấu của hiện trạng thị trường bây giờ, nó quan trọng hơn, tức là tập trung vào chỉ số và index vận động của thị trường, phân tích cung cầu nó tốt, nó sẽ cần thiết hơn cái giai đoạn bây giờ mình đi phân tích cổ phiếu. Vì cổ phiếu có gãy nhưng thị trường không gãy, thị trường nó có thể tăng được thì gì, thì cổ phiếu nó sẽ hồi lại nha, thì cổ phiếu nó sẽ hồi lại. Không có cổ phiếu downtrend, không có cổ phiếu gãy luôn trong thị trường bình thường, trong thị trường tăng nha. Rồi mọi người hiểu ý đó của em không? Rồi thì bây giờ mình coi thấy 370 mã giảm chiếm 74%, trong đó nước ngoài bán hôm nay là bán bao nhiêu tỷ? Hôm nay là ngày 8 tháng 3, nước ngoài bán 1.500 tỷ nha. Tập trung bán gần như toàn bộ, nhưng mà bán nhiều nhất là Hòa Phát, Get, Vietcombank, gần như là bán hết. Con nào cũng bán, vừa từ trụ tới những con cơ bản tốt, con nào nó cũng bán. Tự danh đây là số liệu ngày 4 tháng 3, chưa có số liệu mới nha, chưa có số liệu mới. Thì nhìn chung á, mọi người thấy là bán rất kinh, 370 mã giảm. Một số yếu tố ảnh hưởng đó là thị trường thế giới hồi buổi chiều này, thì mọi người nếu mà chúng ta ở đây không có cái ảnh hồi chiều, tuy nhiên hồi chiều á giảm rất nặng. Nikkei nè, cái chỉ số này nè của Nhật Bản, nó giảm 600-700 điểm nha, 600-700 điểm. Hang Seng hồi chiều là Hồng Kông á, nó giảm cũng 500-600 điểm, và những cái thị trường khác giảm rất nhiều, nhưng bây giờ nó đã hồi, nó xanh lại hết nha, xanh hoặc là đang trên đường hồi. Thì tức là thị trường chúng ta đã chịu cái áp lực lớn từ thị trường thế giới từ tối qua rồi nha, từ tối qua tới sáng mở cửa ra là chịu. Và một cái tin nữa em nghĩ có thể là có đó, đó là gì? Đem người ha, Trung Quốc trận ở Biển Đông 10 ngày. Thì đây là cái tin ra về ngày bao nhiêu? Ngày 5 tháng 3, và cái tin xác nhận lại lên Tuổi Trẻ là ngày 7 tháng 3 nha. Việt Nam ra thông cáo. Nhìn chung á là đây là cái căng thẳng ở gần nước Việt Nam. Đây nếu mình có thể coi bản đồ, đó, nó khá gần Việt Nam. Cách Huế khá là gần, Đà Nẵng khá là gần. Đó nó thành ra là gì? Tập trận ở đây nó cũng làm cho cái tâm lý nhà đầu tư sau cái tin buổi tối ngày 7 tháng 3 lên, thì nó làm cho 8 tháng 3 là sáng nay kết hợp nhiều yếu tố làm cho thị trường chúng ta rất xấu trong phiên hôm nay nha, rất xấu. Đó là những cái gì mà em nói về vấn đề xấu của thị trường, thì mọi người có thể thấy là xấu không, rất xấu. Mình có thể coi qua ví dụ như con gì đây, mình sẽ coi cái mặt xấu trước nha. Ví dụ MB mình thấy nó gãy không, nó đã gãy nè. Cổ phiếu gì mình coi tiếp nha, Vietcombank gãy. Nên hay gãy cái khối lượng đại luôn. Rồi tiếp tục những cổ phiếu khác, ví dụ như HHBG đi, hôm nay người hay giảm rất mạnh, giảm rất mạnh. Các cổ phiếu dầu khí ví dụ như PET, một con những con leader gãy nằm sàn luôn, tức là phiên hôm nay nó xấu toàn bộ, gần như là giảm gần hết luôn mà, phải không? Gần hết luôn những cái cổ đại diện cho mid cap, ví dụ như DG nằm sàn, nằm sàn. Sell, đây là những cổ phiếu đại diện cho nhóm ngành mid cap nha, gần sàn, gần nằm sàn. Đó, người hay nó xấu cỡ nào, hay thị trường hôm nay chúng ta xấu cỡ nào. Tuy nhiên đó là những cái mặt xấu được bây giờ nhà đầu tư nhỏ lẻ mình nhìn vô, tất cả mọi người nhìn vô đều thấy lỗ thì ai cũng lỗ rồi nha, lỗ thì lỗ nhiều rồi. Nếu những ai có những cổ phiếu tốt, ví dụ như trong danh mục chúng ta ở đây mọi người hay, ví dụ mọi người có những cái cổ phiếu tốt ở đây thì mọi người sẽ còn có lời nha, còn có lời. Tuy nhiên nếu mọi người không nắm giữ những cái cổ phiếu có lời lớn để cân bằng lại danh mục,
Thì gần như mình sẽ lỗ rất nhiều. Ví dụ cái tổ hợp 5 cổ phiếu của mọi người, em ví dụ danh mục của mình luôn đi. Thì mọi người giữ STB là con thứ nhất. Cổ phiếu thứ hai mọi người giữ là gì? Ví dụ điện mọi người giữ NT2 đi. Rồi gì? Bất động sản mọi người giữ AV đi. Đó, rồi con cuối cùng là chứng khoán mà giữ SH đi. Nếu cái tổ hợp của mọi người là những cổ phiếu này, gần như mọi người lỗ rất nặng nha, lỗ rất nặng. Còn lại nếu cái tổ hợp chỉ cần khác khoảng hai cổ phiếu, người sẽ có lời nha. Tức là tài khoản mình cũng không mất nhiều, nhưng mà nếu mà mình tổ hợp sai lỗ nặng, hoặc là tổ hợp của mình toàn là những con ngân hàng thì lỗ càng nặng nữa nha, càng nặng nữa. Nên thành ra phiên hôm nay nhìn chung là nếu góc nhìn của nhà tư nhỏ lẻ mình á, mọi thứ đều xấu phải không? Xấu coi bằng đi, tất cả các diễn đàn, tất cả các room đều hô bán, đều hô toang tới nơi rồi, sập tới nơi rồi. Có phải điều này không? Em hỏi mọi người có phải không? Khi mọi người coi tới đây, mọi người thấy có đúng cái điều này không? Mọi người có cảm giác bản thân mình với cái thị trường hiện tại là nó rất xấu, nó rất nguy hiểm không? Phải bán không? Thì ở cái trạng thái này, chúng ta sẽ nhìn đi cái mặt tích cực của nó, một số cái dấu chấm hỏi để mọi người có thể suy luận ngược lại nha. Đầu tiên là gì? 370 mã giảm, gần như tất cả các nhóm ngành tài chính nè, vật liệu cơ bản là thép nè, đó đạm phân đồ nè, đó. Rồi gì nữa? Công nghiệp ghét đồ nè. Y những cái con mid cap nè, rồi gì nữa? Hàng tiêu dùng những cái con dưới đây nè, gần như giảm hết luôn. 370 mã giảm mà, banh chứng thép gì đó giảm sạch hết trơn. Chứng về cuối phiên nó cũng giảm theo luôn nha. Nên mọi người thấy HSM màu nè, nó cũng quay đầu nó xuống nó đỏ, chỉ có đất A là nó xanh thôi. Còn lại là gãy hết nha, gãy hết luôn. Thì giảm mạnh như vậy. Gãy nền luôn. Gãy như con MB, gãy như thế này luôn. Đây. Gãy như thế này luôn. Nhưng tại sao nha, nhưng tại sao? Tại sao cái gì? Thị trường chúng ta chỉ giảm có 25 điểm và chỉ số VN30 chỉ giảm có 19 điểm. Mình phải đặt câu hỏi ngược lại ngay lập tức. Tại sao cái chỉ số chúng ta nó không giảm mạnh? Nó chỉ giảm nhiêu đây, mọi người tưởng tượng như cái mức giảm này nè, giảm đồng loạt như thế này nè, cả thị trường như thế này nè, thì cái thị trường chúng ta ít nhất nó phải giảm bao nhiêu mọi người biết không? Phải giảm từ 70 tới 100 điểm đó nha, 70 tới 100 điểm, do nó có yếu tố đồng loạt trên toàn bộ luôn, toàn bộ các mặt trận luôn đó, mà nó chỉ giảm có 25 điểm thôi và giảm mạnh vào cuối phiên, chứ thật ra nó bằng ngày trong phiên nó vẫn duy trì được trên 148x tới 149x, tức là không giảm quá mạnh đó. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, tức là ai đó hoặc là nhà quản lý tạo lập gì đó nó không cho thị trường chúng ta gãy. Hôm nay có phải là một phiên hội tụ đủ các yếu tố xấu nhất của thị trường, tất cả các nhóm ngành đều gãy, nhưng tại sao thị trường chúng ta chỉ giảm có 25 điểm mà nó không đục lủng luôn 1470? Đó là cái câu hỏi mình cần phải đặt ra, tại sao hôm nay nó không giảm luôn 70 điểm mà nó chỉ giảm có nhiêu đây nha, mà nó chỉ giảm có nhiêu đây thôi. Nên cái này là một cái mà trong room chăm sóc hôm nay em có nhắn rất nhiều, đó là gì? Chúng ta sẽ cược cho cái giai đoạn này là thị trường nó sẽ không phải là giảm thật sự, nó chỉ là khởi đầu cho một chân sóng mới. Và gì? Và ở cái giai đoạn này nè, nếu chúng ta không mạo hiểm, chúng ta giữ hàng, chúng ta cắt lỗ ra mà thị trường nó không gãy, mà các cổ phiếu ngày mai nó hồi lại liền, ví dụ như phiên ngày 14 tháng 2 bữa sau nó hồi lại, ví dụ bữa trước nó giảm bao nhiêu, nó giảm 29 điểm, bữa sau nó hồi lại 20 điểm, cái hai ba bữa sau nó đi lên tới đỉnh luôn đó. Vậy bây giờ nếu ở đây chúng ta lại thực hiện bán hết, cắt lỗ cổ phiếu ra rồi nó hồi lại rồi sao? Tại vì hôm nay nó có đầy đủ các yếu tố và các cái nguyên nhân, các cái động cơ để nó gãy 100 điểm, nhưng nó không gãy 100 điểm nha, nhưng nó không gãy 100 điểm thì chẳng lẽ ngày mai nó gãy không? Chẳng lẽ ngày mai nó gãy sao hôm nay nó không gãy luôn đi mà ngày mai mới gãy? Mọi người phải đặt cái câu hỏi vậy. Nó thành ra chúng ta, em có chat trong room hôm nay để trấn an mọi người, đó là gì? Chúng ta bắt buộc phải gì, mạo hiểm một tí để có lợi nhuận, hoặc ít nhất mình không mất tiền. Mình đang cầm hàng mình không có mất gì, mình chỉ cần cắt lỗ ra mình mới mất. Chỉ những anh chị nào, những anh chị mà mọi người giữ cái tổ hợp á, toàn là những cổ phiếu lỗ, không có hàng gánh tem, tức là mình lỗ 50 triệu nhưng mình có một cổ phiếu lời 40 triệu, tổng 5 con lỗ 50 triệu không, nhưng trong đó có một con lời 40 triệu và mình chỉ lỗ 10 triệu, tức là cái NAV mình nó vẫn cân bằng, dù có một con lỗ hơn 10% hoặc là lỗ 10% mình vẫn có thể chịu nổi. Chỉ những anh chị mà lợi giữ toàn là cổ phiếu lỗ hết thì mọi người mới cần phải nghiên cứu một cái vấn đề là mình phải gì, cơ cấu bớt ra, hạ bớt tỷ trọng. Dù sao nói gì thì nó cũng phải
an toàn cho tài khoản, chứ con nào cũng lỗ gần 10% hết, giữ 5 con lỗ 500% sao được, phải không? Mọi người hiểu không? Đó. Nên thành ra cái thị trường chúng ta đây, nó có cái hộp Davos ở đây, nó vẫn bảo vệ được cái hộp này nha, nó vẫn bảo vệ được cái hộp này. Và phiên hôm nay á, gần như là cả ngày nó không tăng, cả ngày nó rất xấu. Nếu mình nhìn vô ở đây, mình nhìn vô cái đồ thị này, mọi người thấy hồi lên nè, rơi hồi lên nhẹ, chiều rơi luôn, nguyên buổi chiều nó hồi lên cái nó rơi tiếp, tức là gần như nó không thấy được mặt trời, không thấy được mặt trời. Và nhà đầu tư rất sợ hãi liên tục nha. Nếu mà chúng ta tính nha, từ ngày 24 tháng 2 tới bây giờ là ngày 8 tháng 3, 9 phiên giao dịch thì chỉ có hai phiên duy nhất là thị trường chúng ta xanh điểm, còn lại tất cả 7 phiên còn lại là gì, là đỏ điểm, gần như không hưng phấn, gần như không tăng được gì, thì nó gãy. Sao nó gãy mạnh được? Nó đâu có tăng đâu mà nó gãy đó, câu nói rất hay, có tăng đâu mà có nó gãy. Ví dụ chúng ta coi lại những cái giai đoạn trước, ví dụ giai đoạn này đi, thì thấy trong giai đoạn này chỉ có hai phiên xanh còn lại là đỏ hết, thì nó gãy, nó cũng đâu phải gãy hiền, nó gãy xuống hai mấy điểm xong nó giật lên, nó kéo lại liền. Hoặc là chúng ta coi những cái giai đoạn trước nè, ví dụ ở những giai đoạn này mình thấy nó toàn là đỏ không, chỉ có hai phiên xanh không? Đó, xong rồi kết quả nó vẫn tăng. Hoặc là chúng ta coi giai đoạn này nè, ngay cái giai đoạn cuối cùng này rất tiêu cực nè, một phiên đỏ, hai phiên đỏ, phiên này là đỏ nha, hai phiên đỏ, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, đây là sáu phiên, tức là gần như là đỏ nhiều hơn xanh, xong nó vẫn tăng, xong nó vẫn tăng thôi. Hoặc là những giai đoạn này người thấy nó rất tiêu cực không, liên tục đạt mạnh 40 điểm 2 ngày, xong nó vẫn tăng lại. Hoặc là giai đoạn này người thấy đây nè, cũng đi ngang nè, phải không, gãy liên tục nè, gần như không thấy mặt trời nè, xong nó vẫn tăng đó. Hoặc là chúng ta coi những cái giai đoạn xa phía trước đi, ví dụ những cái giai đoạn này nè, người thấy nó có giống giống thị trường chúng ta giai đoạn này hiện tại không đó, nó cũng rất tiêu cực chưa, gần như là thị trường không thể thấy được mặt trời, sau đó nó vẫn tăng lại bình thường. Nó thành ra giai đoạn thì thị trường chúng ta em nghĩ á, nó chỉ xấu trong ngắn hạn, bắt buộc phải gồng lỗ trong ngắn hạn. Còn bây giờ nếu mà tư vấn cắt lỗ ra và thị trường nó không giảm, nó vẫn có xu thế tăng lại hoặc nó giật lại một cái là mình mất hàng. Ví dụ như hôm nay người thấy nó giảm nè, thì người thấy cái biên trên nó chỉ hơi hơi nhích lên nhẹ tí, nhưng cái biên dưới nó bật ra vậy, thì khả năng á, ngày mai nó chỉ giật lên cái thôi là thị trường nó sẽ bắt đầu bó biên lại tiếp thôi, chứ nó không có cái vấn đề gì quá nhiều nha. Đó là những cái nhận định của em về cái thị trường này. Có một số anh chị bảo đây là mô hình vai đầu vai, nhưng mà mình có thể phân tích phản biện cái này một số điểm nha, một số điểm mà bây giờ em thấy, ví dụ như một số người hay kể đây là mô hình vai nè, phải không, đầu nè, phải không. Dạ, sao hôm đó cái mọi người đó đây là vai phải, cái mọi người bảo ngay đây nó phải gãy xuống, nhưng tại sao cái hôm 14 tháng 2 nó không gãy luôn? Mình phải đặt câu hỏi ngược lại, tại sao phiên 14 tháng 2 nó không gãy luôn mà nó lại hồi lên, ngay đây nó gãy xuống, nó vẫn gãy được ngay đây phải không, hoặc là nó vẫn gãy được ngay đây nè, sao nó không gãy hai cái phiên này mà tới hôm nay nó mới gãy, nhưng mà tới hôm nay tại sao nó cũng không gãy luôn mà nó chỉ giảm đỏ 25 điểm, không có đậu ở đây, rõ ràng nó có thể giảm mạnh nhưng nó đâu có giảm nữa, phải không? Giảm cả thị trường như vậy mà nó chỉ giảm 25 điểm, tức là ý chí của tổ chức ở đây vẫn là cho thị trường chúng ta chạy quay nha. Đó là những cái phân tích của em, nên thành ra cái giai đoạn này thì mình gắn gồng thôi nha, gắn gồng thôi. Đó là phân tích về thị trường. Mọi người có thấy cái quan điểm này đúng không, hoặc là thấy có lâu rất không, thì đó là những cái góc nhìn của em về mặt tốt và mặt xấu. Mặt xấu thì rõ ràng mình nhìn vô tất cả nhỏ lẻ đều sẽ thấy, đám đông đều sẽ thấy xấu, nhưng nếu mình xét kỹ lại những cái mặt tốt của nó là những cái mặt gì, là những cái mà xấu đó, nếu mình đặt câu hỏi ngược lại tại sao nó xấu vậy mà nó chỉ giảm ít như vậy, là chúng ta sẽ thấy nó ngờ ngợ ra liền nha, nó sẽ nó ngờ ngợ ra liền là tại sao như vậy mà sao nó không gãy, hoặc là biến động lớn như vậy mà sao không đi 100 điểm luôn đi. Thật ra có thể giảm 100 điểm chứ bộ, nhưng sao nó không có giảm 100 điểm. Mọi người nên chú ý nha, thị trường chúng ta nó chỉ giảm mạnh khi nào, khi mà cái cây gãy đó khoảng năm mươi mấy, sáu bảy chục điểm trở lên là nó mới giảm liên tục giảm mạnh, còn những cái cây giảm dưới 50 điểm thông thường nó sẽ không giảm tiếp tục nha, nó tức là nó sẽ không giảm nữa mà nó chỉ giảm hai cây là nó giật lên. Ví dụ đây mình thấy cái cây giảm này không? Chỉ có 45 điểm, bữa sau 30 là 70 là lên liền, nhưng những cái cây trên 50, ví dụ đây cây này là 56 nè, hay là cây này là nhiêu 60 mấy nè, là những cái cây 6 mấy nó mới đi thật sự 200 điểm, còn những cái cây chỉ có bao nhiêu đây 25 điểm thì thông thường những cái cây giảm ít ít về nè nó sẽ giật lại nha. Những rất nhiều trường hợp mọi người hay coi đây, giảm hai mấy điểm nè, giảm mười mấy điểm, tức là những cái cây nhỏ nhỏ thông thường nó sẽ không giảm xa nha. Và cái đợt này chúng ta gãy gãy ở đây nè, nó tương đối giống cái đợt ở đây, cái đợt mà khủng hoảng ở đây này,
Người biết đây khủng hoảng chưa? Evergrande, bể nợ. Doanh nghiệp bất động sản rất lớn của Trung Quốc bể nợ, có thể ảnh hưởng tới tài chính Việt Nam đủ thứ hết trơn. Giảm hai mấy điểm đó. Thế giới một tin rất sốc, châu Âu đâu cũng bay màu hết trơn. Đó, đó là ở đây. Rồi tin gì nữa? GDP Việt Nam của quý 3 phải không? Em nhớ không nhầm là quý 3 bị âm ha. Bị sụt giảm cái gì đó rất nghiêm trọng. Rất nhiều thứ hội tụ lại nhưng thị trường nó không gãy. Thị trường nó không gãy và khối lượng ở đây, mọi người thấy cái khối lượng ở đây nè, nó cũng lớn chứ đâu có nhỏ, phải không? Qua đây nó mới nhỏ nhưng mà khúc này nó vẫn lớn nè. Nó vẫn rất lớn so với phía trước này, mọi người thấy nó rõ ràng nó vẫn lớn hơn so với phía trước không? Cái giai đoạn này chúng ta có phải cũng giống hệt gì không? Cái khối lượng ở đây nó vẫn lớn hơn phía trước. Bên kia luôn và mọi thứ nó xấu và nó rất xấu luôn. Đó thành ra cái giai đoạn này mới bảo với mọi người là chúng ta lỡ dự thì bây giờ chúng ta từ khi mình quá âm nè mình mới bắt buộc hạ 50%, còn lại nếu mà mình không có quá nét hoặc là mình vẫn còn gồng được thì mình gán gồng nha. Khi nào thị trường nó xác nhận nó gãy thì mình chạy luôn cũng không muộn, lúc đó mình lỗ mình cũng lỗ rồi. Nhưng bây giờ nếu nó chưa gãy mà mình chủ động cầm đèn chạy trước ô tô, hoảng sợ theo đám đông chạy thì sao, thì mình có rủi ro, mình sẽ mất hàng. Và bây giờ ví dụ ngày mai nó giật lên, những anh chị hôm nay bán đi, ngày mai nó giật lên lại cái rồi làm sao mọi người có hàng. Ví dụ hôm nay mọi người lỗ 50 triệu, mọi người bán hết ra, mọi người cầm tiền là mọi người lỗ 50 triệu, vâng, đã lỗ, xác nhận lỗ. Nhưng nếu ngày mai nó hồi lên lại, ví dụ như giống như thế giới đây nè, đó, giống như thế giới nó đang hồi lên nè, đó, thì ngày mai sao? Mọi người vẫn lỗ 50 triệu, vâng, mọi người vẫn lỗ 50 triệu thôi, chứ đâu có khác gì đâu. Mọi người ở đâu có hàng đâu, mọi người gỡ lại, do mọi người bán ra mọi người có dám mua lại không? Không, mọi người sẽ không dám mua lại, mọi người sẽ đi làm gì? Thì đi làm chim lợn, phải không? Chim lợn để trù cho thị trường gãy tiếp nha. Cái đặc điểm này rất hay, ở trên thị trường nó rất nhiều, chỉ cần mình bán ra rồi mình sẽ rất ghét và mình sẽ muốn thị trường nó gãy tiếp, trù cho nó gãy tiếp. Và thông thường á, hôm nay nó đã tạo được cái sự hoảng loạn trong đám đông, sợ hãi trong đám đông, thì em nghĩ là chúng ta có thể cược một lần và đi mạo hiểm một lần để thị trường chúng ta giật lại nha. Do bản chất giai đoạn này chúng ta không hề tăng, không có tăng gì đâu mà giảm, phải không? Chỉ số nó có lên được đâu mà nó giảm xuống, và nhiều lần nó có cơ hội nó gãy 200 điểm nhưng nó cũng không gãy, gãy 100 điểm nó cũng không gãy được nữa. Nó thành ra chúng ta có quyền hy vọng nha, có quyền hy vọng và có quyền cược trong 1 2 tuần nữa thị trường sẽ trở lại. Còn nếu bây giờ chúng ta nói là thị trường nó xong rồi thì chúng ta bán ra hết cái nó giật lên lại thì tiếc dữ lắm nha, tiếc dữ lắm. Rồi đó là cái nhận định của em về thị trường chung. Mọi người thấy những cái nhận định này như thế nào? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói tiếp cái phần gì, đó là danh mục chúng ta hôm nay. Nãy giờ mình đưa phần danh mục xuống dưới phải không? Nhìn chung danh mục rõ ràng ở đây em có ghi nè, quản trị rủi ro với STB và gì nữa, MB và Oceanbank. Đây là những cái cổ phiếu đang lỗ nặng nhất trong danh mục ba cái con ngân hàng này, lỗ rất nặng. Còn lại thì các cổ phiếu khác lỗ chấp nhận được, những cái cổ phiếu lời nó vẫn bù lại được nha, lời thì vẫn có rất nhiều con nó bù lại được. BBC bây giờ đã gấp đôi rồi, đáng lẽ đem ghi nhận là gấp đôi mới đúng đó, hình như nó bị lỗi gì đó, tại vì nó từ giá 15 nó lên tới giá 32 là nó gấp đôi rồi mà ở đây chưa ghi nhận lên 100%. Để chút em đo lại nha, em đo em sửa lại số này, tại vì cái giá mình mua là ai cũng biết là quanh 15 16 mà bây giờ nó lên tới 32 rồi mà mình ở đây mới ghi có 7 8% là rõ ràng ghi sai nha. À, rồi đây thì nhìn chung á là danh mục chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tạm thời không mua nữa. Sáng hôm nay mình có mua một số cổ phiếu và có lời luôn, ví dụ như mình mua con gì, lệnh mua đây, no chắc lệnh mua của Rome chăm sóc, mình mua IVC nè, mua lúc nó quanh 10.8 10.7 nha, xong rồi đánh lên trần nhưng gặp thị trường quá đen và nó quay xuống, mình chỉ có thể lời được có 1,6%. Đáng lẽ là mình mua được giá trần luôn, mình lời được trần luôn mà không lời được, hơi đen nha. Ngoài ra là mình có mua một số con khác, ví dụ như BC1 và bây giờ mình đã có lời, thì BC1 ở đây mình lời được 5%, nhìn chung là vẫn có chiến thắng chứ không phải là không. Thì danh mục này nhìn chung là không có vấn đề gì quá nhiều. Và hôm qua em có test một cái việc, đó là gì, đó là bản tin tối mình sẽ nhận định lại, bản tin khuya nha. Bản tin tối bây giờ là mình chỉ nói tổng quan về thị trường và các ngành cổ phiếu cơ bản. Vào khuya em sẽ review lại ở đây, ví dụ người hay ở đây đêm qua em có review nè, nè tối hôm qua nha, để em kéo cho người coi. Đây tối hôm qua em có review lại các nhóm ngành nè.
bản tin khuya này. Đó, em sẽ bắt đầu review lại các ngành nghề trên thị trường, các cổ phiếu trong danh mục cụ thể luôn, viết rất dài vào buổi tối hôm qua nha. Đó, đó là để cho anh chị có thể theo dõi cụ thể hơn, chứ không nhất thiết là mọi người phải vô trong bản tin dài một tiếng mấy đi ra từng cổ phiếu nha. Đây là cái cải cách mới và được khá nhiều anh chị khen đó, thành ra mình sẽ áp dụng nhiều hơn. Rồi trong bản tin này mình sẽ view về thị trường và view về gì, một số cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường, chứ không phải là view về danh mục nha nha. Rồi thì hôm nay cũng có một số thông báo cho mọi người như sau, đó là VPS sau khi một sau này á, từ ngày hôm nay trở đi, mọi người mở tài khoản bên em mở mới nha, thì mọi người sẽ được miễn phí giao dịch 45 ngày đầu, cái tài khoản không margin. Mọi người có thể liên hệ với bạn Thanh Hà bên dưới phần mô tả video, bạn sẽ hướng dẫn mọi người nha. Rồi tiếp tục chúng ta coi chuyển vì xây đi, mọi người thấy chuyển vì xây đây, nhìn chung là thị trường nó đang xấu thì chuyển vì xây sao đẹp được. Tuy nhiên năng lượng là điện nè, NT2 nè, Coal nè, QTP đang bắt đầu vòng lên, BC1 thì còn trên đây, khả năng con này sẽ móc ngược lên luôn. STB, những con ngân hàng đang bắt đầu đi lên. VIN30 nè, mọi người nhìn kỹ nha, VIN30 cũng rất sát rồi nè. Đó, tức là kiển vì xây nó vẫn cho thấy thị trường tốt nha. Tức là những cái con trụ đang đi lên rất gần. Vô hôm nay mình thấy nó xanh nè, mà nó đang ở thấp hơn cả Oxinbank nha. Rồi. Các cổ phiếu còn lại, nhìn chung các cổ phiếu còn lại thì bảo đảm phải xấu rồi, nhưng mà con KBC đang bắt đầu vòng lên. AV đang bắt đầu vòng lên, nhìn chung là cái danh mục chúng ta chỉ cần cái thị trường nó tốt là danh mục chúng ta em nghĩ là xanh tới tím đầy luôn nha. Do các cổ phiếu của chúng ta đa phần nó rất tốt, nó có thể chống lại được thị trường rất nhiều, nhưng không thể nào mà ngày nào cũng đỏ được, ngày nào thị trường nó cũng đỏ thì chúng ta cũng không chịu nổi nha, không thể chịu nổi được. Nó thành ra là ít nhất cái thị trường nó phải tốt một tí, phải tốt một tí thì chỉ cần thị trường uptrend lại ổn chừng 10 phiên thôi, chúng ta sẽ có lời rất nhiều nha, rất rất lớn luôn. Rồi đó là cái phân tích của em. Tiếp tục chúng ta sẽ kẻ của thị trường đây một tí nữa thôi. Nhìn chung á, mọi người có thể thấy là 1470 ngang đây là MA 100 nha. MA 100 thì nó là không đụng ngay đây là được. Sáng mai khả năng đầu phiên có thể sẽ có hoảng loạn, nếu đêm nay thế giới xấu, còn nếu đêm nay thế giới nó đẹp luôn, tức là thế giới nó rút chân luôn, khuya nay tới sáng mai nó rút chân luôn, thì khả năng sáng mai thị trường chúng ta sẽ mở ra phiên nữa và nó kéo lên ngược, nó giống ở đây nha. Nó thành ra là có thể là khả năng là ngày mai thị trường chúng ta sẽ giật lên tới 70%, cũng như là gì, cái giai đoạn này mọi người có thể hình dung nó là nguyên một giai đoạn tích lũy siết lên nè. Đó, nguyên một giai đoạn tích lũy siết lên, một cái nền giá siết lên, thì nó cái phiên này nó đánh giá là một phiên rũ nè, lủng xuống để nhà đầu tư cắt hết, sau đó giật lên bắt đầu chu kỳ mới nha. Rồi đó là những nhận định của em. Tiếp tục chúng ta sẽ coi một số cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường. Đầu tiên là Vietcom, thì Vietcom nó rủ cây này, nó đã siết cung rất chặt ở đây và nó rủ cây này, thì nó có hai trường hợp, một là nó tiếp tục về dưới đây, là nó về dưới giá vốn nó luôn rồi, là dưới nhiêu, dưới 80 luôn rồi nha. Hai là nó giật lên lại ngày mai ngay lập tức nha, giật lên lại ngay lập tức thì em thiên về cái kịch bản nó sẽ giật lên lại, nên những ai đang giữ con này thì em nghĩ giữ tới đây giữ luôn đi chứ cắt lỗ gì nữa. Ví dụ người mua ở đây cắt lỗ gì nữa, giữ luôn nha. Vì sao nó về tới đây thì nó đã tới giá vốn rồi, mà tới giá vốn thì khả năng nó sẽ hồi, nó chưa có xong hồi nha. Hôm nay mình thấy con này có gãy nữa đâu, con này hôm nay nó vẫn giữ giữ vậy nè, tức là nó vẫn neo được quanh đây thì khả năng nó có thể hồi lên, hoặc là thị trường chúng ta cả thị trường hồi con này sẽ đạp xuống nữa, nhưng em nghĩ khả năng nó hồi lên khá cao, do dùng 77 có vẻ là giá đáy của nó ở đây, nó test một đáy rồi nha, hồi lên test hai đáy thì khả năng có thể con này sẽ hồi lên để nó xác nhận hai đáy đi lên. Capico hôm nay về đúng cái phần hôm qua em kẻ ở đây, cái hộp hôm qua em kẻ ở đây mọi người thấy không, qua 153 và nó không giảm được, nó mở xuống đây là khả năng con này có thể hồi lên hoặc đi ngang thôi chứ nó không gãy nữa đâu, nên những ai đã giữ tới đây thôi cứ giữ luôn đi, chờ nó hồi lên nó test lại cái nền trên rồi mình bán ra. Masan hôm nay người thấy con này hôm qua nhìn rất xấu không, hôm nay nó cũng đâu có giảm lụng, nó vẫn đỡ đỡ gì nè, thì khả năng con này ngày mai nó phải kéo lên lại để nó đỡ thị trường chúng ta đi lên nha. MWG hôm nay rút chân về đóng cửa giá vàng, giá vàng với khối lượng lớn nè, thì hôm nay á, nếu những ai anh chị mà giữ con MWG á, là cái con này hôm nay giảm rất mạnh nha, giảm về tận bao nhiêu 132 nè, từ 134 về 132 lỗ 2.000 đó, thì nó giảm rất mạnh để nó kéo thị trường chúng ta xuống, tuy nhiên cuối phiên rút chân thì khả năng con này ngày mai nó giật lên lại, nhanh nó giật lên nó test lại nền trên thì sao, thì nó sẽ kéo thị trường chúng ta đi lên, và hôm nay cái khối lượng nó lớn á, thể hiện có thể là ai đó đã cắt lỗ con này
đang cắt lỗ con này và bị gom lại hết, nên có thể ngày mai nó sẽ kéo anh lại. Tiếp tục nha, FPT nè, hôm nay FPT đánh luôn nè người ha, đánh lên vượt cái nền cũ của nó luôn nè, đó nó vượt cái nền cũ và mục tiêu của nó là quanh 96. Đó, thành ra những anh chị nào đang giữ cứ giữ, những cái con này nó còn thì sao thị trường chúng ta gãy được. Những con khỏe nhất, không phải là khỏe mà những con cơ bản tốt nhất và gương mặt tiêu biểu nhất. Tại vì ví dụ như Masan này có phải là những gương mặt tiêu biểu và vốn hóa lớn nhất không? MWG này có phải không? Đó, FPT nè, những công ty lớn nhất của thị trường chúng ta nó vẫn còn đây, sao thị trường chúng ta gãy được nha. Rồi chúng ta coi tiếp là BNG, thì con này quay xuống lắp gáp thôi. Đây nó có cái gáp nè thì nó quay xuống nó lắp, nhưng nó lắp gáp xong nó không lủng nữa nha, nó không lủng nữa thì khả năng mai nó sẽ bắt đầu hồi lên quanh 108, nó test lại cái vùng này cái nha. Tiếp tục chúng ta nói con gì, Vinamilk đi. Con này thì thôi, con này là chịu thôi chứ biết sao giờ, thì con này là có thể về quanh 74. Tiếp tục VHM thì con này hôm nay gãy, con này hôm nay của họ Vinh là gãy rồi, thì con này hôm nay target nó về nhiêu, về quanh 72 hoặc là ngày mai nó kéo lại liền, như một trong hai ha. Thì nhìn chung cái con này nó rồi rất khó đầu tư, rất rất khó đầu tư. Nó thành ra là hiện tại nó đang là những cái mỏ neo kéo thị trường chúng ta xuống. Nếu ngày mai nó đi ngang hoặc nó hồi nhẹ, khả năng thị trường chúng ta sẽ ok. BVH vẫn đang xây cái nền trên đây, nó xây cái nền như đây nè, tương tự cái nền như đây, tuy nhiên là không có điểm mua nha, nó xây nền như vậy không có điểm mua, cái khối lượng nó kẹt xuống như này là tốt nha. Nếu mà nó có cái cây dựng lên từ 2 tới 3 triệu nó có thể kéo lên lại dùng nền cũ giải cứu nhà đầu tư trên đây. Đó là những ai giữ cứ giữ bình thường, trạng thái vậy là không có việc gì phải bán tháo cả nha, do đây là cái sóng này nó vẫn đang tăng tốt và nó chưa có gãy, với lại nó có gãy thì nó cũng về quanh đây quanh khoảng như 5-6 rồi nó tăng lên lại nha. Nên những anh chị nào giữ cứ giữ bình thường ha. Rồi tiếp tục chúng ta coi tiếp RVR. Hôm nay Richard nhìn chung là nó đánh giống giống ở đây nè, đánh giống giống đâu, nó đánh giống giống cái nhịp này nè, giống giống cái nhịp này đó, nó đánh là nó giải cứu những nhà đầu tư đây, sau đó nó sẽ hấp cung vài phiên nha, thì ngày mai nó cũng sẽ hấp cung vài phiên, thì nó hấp cung nó giải cứu đây thì khả năng nếu mà nó đỡ được quanh đây nó tích lũy khoảng 3 phiên nó có thể kéo lên lại dùng nền ra nha. Nên những anh chị nào đang giữ em nghĩ cứ giữ bình thường không có gì đâu. Rồi tiếp tục VRE, hôm nay con này vẫn giữ được ha, con này nó vẫn giữ được. Hôm đợt đó hôm em không nhớ em phân tích phiên nào, em có nói một điều là trong cái họ Vingroup á, Vin á thì VHM VIX và VRE hai con kia nó đã xong là khó đánh dữ lắm. Ồ, VIX với VHM rất khó đánh, nhưng con VRE này vẫn có thể có xong nhưng vẫn có thể tăng được, thì hôm nay mình thấy nó vẫn đỡ cung được hai đáy tốt nè, thì khả năng ngày mai con này sẽ giật lên lại ha nha, hai đáy giờ ngày mai nó giật lên lại để nó test dùng này. Nếu nó test ổn quanh giá 34 nó sẽ kéo lại 36 thôi. Hôm nay nó không lụng là cái tín hiệu tốt, vậy khối lượng nó đã rất bé nha, đây là tín hiệu tốt của cổ phiếu VRE. Nên những ai đang giữ cứ giữ bình thường, và xét qua trụ thì người thấy một số trụ nó gãy, ví dụ như trụ VHM, nhưng những cái trụ có cơ bản tốt và vốn hóa lớn nó vẫn giữ được, ví dụ như Masan, WG hay là FPT hoặc là nó BNG luôn cũng được nha, thì nhìn chung á những cái con này nó còn giữ thì khả năng thị trường chúng ta chưa sao, nhất là FPT còn bắt đầu kéo lên lại, nên thành ra có qua trụ thì ok nha, rất tốt. Chúng ta coi tiếp nhóm ngân hàng, STB hôm nay lụng, và mình coi có STB người chú ý nha, hôm nay nó lụng xuống, nó lụng mất giá 31, nó lụng mất trên nền trên, nhưng cái khối lượng nó rất thấp nha, nhưng cái khối lượng nó rất thấp, nó thể hiện cái nhịp này nè, có vẻ là nhà tư đang rướng để bán. Cây này lũng bao nhiêu? Lũng 45 triệu, nhưng cây này lũng xuống chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 16 triệu, khối lượng nó rất thấp ở dưới đây. Cái trạng thái này là trạng thái miễn cưỡng bị ép phải gãy nha, miễn cưỡng bị ép phải giảm đó. Nên những cái con này mình cứ giữ bình thường thôi. Thì con này khi nào nó vượt lên được giá 33 đánh lên, mình sẽ canh mua ở cái sóng mới, tức là đây là sóng, sóng mấy? Sóng 2. Ví dụ nói đây là sóng 1 tăng, thì đây là sóng 2 chỉnh. Thì chờ nó vào, bước vào chân sóng 3 mình sẽ canh mua thêm, còn trạng thái này thì gán rồng thôi nha, từ khi mọi người lỗ quá nặng thôi, còn lại thì phải gán thôi. Cái trạng thái thị trường này mình không có đòi hỏi được quá nhiều nha. Đó là STB, khối lượng rất thấp, tức là cái nhịp giảm này nè gần như nó không có người bán nha, không có người bán.
cố gắng gì lắm mấy bò đạp xuống được tới đây á, cố gắng lắm. Con này trong phim thấy nó lên gần giá 20 chiếu luôn mà, về cuối phim gần cuối phim nó mới bị đạp xuống để nó ảnh hưởng lên cái chỉ số chúng ta. Nếu chúng ta coi ở trong cái chỉ số này nè, trong cái nến nhỏ nhỏ này nè, mình coi nó 1 phút đi, mình thấy là cả ngày của TP chúng ta giữ được trên giá bao nhiêu, trên giá 31 này, cả ngày luôn. Sau 14 giờ 25 đúng 14 giờ 25 phải không, 14 giờ 23 này, bắt đầu nó mới đạp lũng xuống để đóng cửa hấp nhất, để nó gì, nó ép nhà đầu tư ra. Nhưng mà kết quả nha, nếu mọi người để ý ở đây nè, nó đóng cái giá trước ATC nó là giá 30.65 đây, 30.65, nhưng kết phiên ATC nó là 30.85. vậy có ai đó đã vét 2 triệu từ giữa đây vét lên, vét lên đó, nó thành ra cái con này nó thể hiện chúng ta là gì, là đây là phiên có vẻ là cướp hẹp và miễn cưỡng gậy nha, miễn cưỡng gậy. Thì mình nhìn qua con gì, con MBB đi, con này thì nó gãy khối lượng lớn nên em nghĩ ở đây khối lượng nó chỉ lớn gì, nhìn nó hơi lớn lớn so với trung bình 20 phiên thôi nè, chứ thật ra so với cái phiên gãy mạnh 451 triệu mà nó chiết khấu ra được 25 triệu này, em nghĩ là được đó. Tức là sao, tức là sẽ có một bộ phận nhà đầu tư bắt đáy ở đây, bắt đáy thì hôm nay nó ép những nhà đầu tư bắt đáy này lỗ ra nha, cắt lỗ ra, thì con này khả năng ngày mai em nghĩ nó sẽ hồi lên thôi. Giờ ở đây nó có tận hai cái gap down nó chưa lắp được, hai cái gap down chưa lắp thì kiểu gì cũng phải lắp nha, kiểu gì cũng phải lắp. Thì con này khi nào mua được, ít nhất nó phải vượt 34 mình mới mua được nha, còn dưới 34 thì cứ cho nó vận động thôi mà nha. Giá vốn của chúng ta quanh đây, nó thành ra một bây giờ mình quỳ vốn hay là mình lỗ nhẹ thôi, chứ mình cũng đâu có bị gì nhiều nha. Nên những con này thì cứ gồng bình thường á, nó rủ mạnh một cái, ví dụ ngày mai nó giật lại nó tăng trần đi cũng được ha, nó sẽ lên nó lắp lại hết thôi. Và nó về tới đây là nó về tới cái vùng hỗ trợ lớn của nó ở dưới đây rồi nha, vùng hỗ trợ lớn ở dưới đây rồi, thì em nghĩ là nó sẽ phải hồi nha, và nó vẫn chưa có cái nhịp hồi nào cả. CTG đi, ở đây thì mọi người sẽ thấy những cái con này nè, nó có phải là cái phiên bản đi trước của MBB, mọi người thấy phải không? Ở đây nó gãy mạnh xuống phải không, xong nó gãy mạnh tiếp nè, xong nó bắt đầu nó hồi lên nó gãy tiếp nữa, tức là con MBB mới gãy có 2 nhịp, con này nó gãy tới 3 nhịp rồi, nó đã gãy xong 3 nhịp trước con MBB hôm nay mới gãy cây này. Thì con CTG này nó đã gãy trước và hôm nay mọi người thấy nó có gãy nữa đâu, tức là nó về tới giá vốn của tổ chức rồi. Hôm nay đáng lẽ cái cây này là cây 20 triệu hàng về, nhưng tại sao hôm nay nó không gãy, thì khả năng con này nó sẽ là những con đầu tiên hồi lên thôi, kết thúc cái chu kỳ chỉnh quá rắc này. Thì con CTG này muốn mua được phải trên giá 35 mình mới tính nha, còn dưới đây thì thôi mình đừng có mua, do sao, do chưa chắc nó lên đây được liền. Vậy ví dụ nó lên đây trong nó xìu, nó lên nó xìu nó rất mất thời gian. Tiếp tục chúng ta nhìn tiếp nha, nhìn cho qua tết cơm đi cũng vậy, mọi người thấy tết cơm hôm nay nó giảm rất nhẹ, giảm có 0,5% thôi, giảm rất nhẹ. Không, tại sao, tại vì nó giảm quá trời rồi, nó giảm tới dưới đây là đã gướng dữ lắm, gướng của nó rồi, thì hôm nay nó giảm với khối lượng rất thấp. Không, khối lượng rất thấp tức là những cái con như MBB á nó mới giảm khoảng khúc này thôi, còn con tết cơm á là đã đi xuống đây rồi, nên thành ra hôm nay nó phải miễn cưỡng nó giảm theo người ta, cho cả ngành cả thị trường nó giảm, nên thành ra con này em nghĩ xác suất nó kéo lại rất cao nha. Thì con này khi nào nó vượt 52 mình sẽ đầu tư vòng sau. Rồi mình sẽ coi tiếp nha, Tiên Phong đi, đây cái con này hôm qua gãy nè, người không gãy y hệt thị trường chúng ta, hoặc là những cổ phiếu gãy nền khác đó, giống giống vậy đó, thì người thấy hôm nay nó có gãy nữa đâu. Con này phần lớn phiên hôm nay là nó màu xanh nha, phần lớn con Tiên Phong hôm nay là nó màu xanh, nhưng cuối phiên nó bắt buộc nó phải xuống giá gì, giá đỏ đây, mà phần lớn là người thấy nó màu xanh ở trên đây, nhưng mà bắt buộc cuối phiên nó sẽ xuống giá đỏ ở dưới đây đây. Vì sao? Vì thị trường bắt nó phải xuống giá đỏ, nằm nếu mà anh nằm ở giá xanh thì người ta lại ảo tưởng nữa nha. Thì cái con này nó giảm xuống nè, cái biên trên nó không mở ra, nó vẫn duy trì đi ngang, đây là cái trạng thái tốt nha. Thì khả năng con này đây là một nhịp rũ nền trước một cái chân sóng mới, nên mọi người cứ bình tĩnh thôi. Đó là những cái nhận định của em về cái nhóm ngành ngân hàng này. Hoặc là mình coi con BD nè, buổi chiều nó còn lên giá xanh nữa nha, bắt buộc vào cái phiên mà đạp mạnh á nó mới rơi nhẹ xuống một tí thôi, rơi nhẹ xuống một tí thôi. Rõ ràng là gì, rõ ràng là hôm nay có thể ngân hàng sẽ kéo, nhưng với một cái gì đó buổi chiều nó mới phải đạp vậy nha, nó mới phải đạp vậy, nhưng mà nó vẫn đỡ lại được. Ví dụ như vậy đi, tại sao con này nó không gãy xuống hơi luôn mà nó chỉ gãy tí xíu vậy thôi, nó bào mọi người thôi. Nên thành ra mình cứ kiên nhẫn thôi, bây giờ mình bán ra xác suất mình bán ngay đấy nó rất cao. Ở đây thì sẵn trong bản tin này mọi người cũng rất khá là hoảng loạn, em chia sẻ luôn nha cái chuyển vị xây này của râm khách hàng.
Đó là chuyển vị xây của riêng nhóm ngành ngân hàng nha, riêng nhóm ngân hàng chuyển vị xây này. Thì mọi người không hiểu cái chỉ báo này là gì, mọi người có thể coi lại vô trang chứng khoán NQ.vn. Ở đây có chỉ báo chuyển vị xây tương đối nè, đây trong video này em có hướng dẫn lại cái cách đọc chỉ báo này, thì mọi người có thể coi lại nha, hoặc là chia sẻ kiến thức đây nè. Đó, đây là cho em để sai một thì em sẽ end lại thôi, chuyển vị xây nè. Đó thì mọi người sẽ thấy là các cổ phiếu ngân hàng và VN30 nó đi đồng pha và nó chưa có con nào vượt lên được cái dục gì cải thiện cả. Vietcombank sắp vượt nè, nó thành ra em nghĩ là cái nhịp này là nhịp gướng cuối cùng để kéo giật lại nha. Ví dụ ngày mai Vietcombank nó giật lên cái thì dòng tiền trở lại liền thì sao, nó thành ra là mình cố gắng nha. Những cái con có cái cung càng lớn nè, khả năng sẽ tăng càng mạnh nha. Cái cung nó càng lớn thì nó sẽ đi xa, nó sẽ đi cái cung lớn lên, phồng lên lớn thì nó sẽ tăng mạnh hơn những cái con có cái cung nhỏ nha. Cái cung nhỏ thì nó sẽ tăng ít hơn, do nó mới vừa vòng vòng lên vài phiên cái nó lại dòng xuống nữa. Nó dòng xuống nữa nó sẽ khá là sao, khá là mất thời gian, nhầm, khá là nhanh nha, quá nhanh đó. Ví dụ người hết VPBank nó đã đi lên rồi nè, đó một cổ phiếu leader cũng con đầu tiên, thì mình coi thử có VPBank hôm nay nó làm sao. VB em thấy một chiều như nó có giá xanh nha, đây mình coi con VB hôm nay nó làm sao. Ví dụ mình kẻ cái trend này đi, người thấy nó vẫn giữ được trend, nó vẫn giữ được MA20, khối lượng bán ra hôm nay rất thấp, khối lượng bán ra rất thấp, vậy thì có cái gì đâu lo nha. Hôm nay nó chỉ giảm có 1,89% thôi, vẫn giữ được giá 37, thì khả năng nếu ngày mai nó giật lại thì nó sẽ đóng vai trò là cổ phiếu leader rất tốt nha, leader của ngành ngân hàng. Nó thành ra cái trạng thái này thì mình phải bắt buộc phải gán thôi, hoặc là mình nhìn qua một cái con BVB đi. Thấy con BVB hôm nay chỉ mất có nhiêu, 0,21%, từ giá 20 rớt về giá 19,8, tức là cái biên nó vẫn rất hẹp nha. Nếu mình nhìn kỹ ở đây, người zoom kỹ nè, cái biên nó rất hẹp và nó vẫn giữ được đáy nè ha, nó vẫn giữ được đáy và cái biên nó rất hẹp. Trong khi cái con này nè, nếu mà thị trường chúng ta gãy, hoặc là nếu mà ngành ngân hàng gãy như kiểu mà BB gãy á, thì con này nó phải gãy bao nhiêu, nó phải gãy 10% chứ. Ví dụ đây nó gãy 6% nè, gãy 5% nè, chứ sao nó lại giảm vậy, nó có phải giống ở cái đoạn này không? Đang tạo hai đáy thôi. Nó thành ra hôm nay em nghĩ là cái nhịp rũ và lợi dụng một số tin tức để rũ thôi, nên những ai đang giữ cứ giữ bình thường nha. Đó, đó là phân tích qua cái cổ phiếu ngân hàng để mọi người thấy. Và con HD Bank nè, đây mọi người thấy nó xấu cỡ nào không, nhưng nó vẫn giữ được đấy nè, tức là những cái con này đã rũ được nhà đầu tư ra, em nghĩ là vậy, rũ ra được với khối lượng lớn rồi. Tuy nhiên thị trường chưa cho tăng, tổng thể là chưa cho tăng không, chưa cho tăng thì bắt buộc những con này nó phải đi ngang, nó chờ, thì chỉ cần có tín hiệu ok nó sẽ dựng lên lại nha. Đó, học sinh banh này, mọi người thấy hôm nay nó vẫn siết được quanh đây rất tốt, mặc dù ở đóng cửa thấp nhất phiên nhưng nó vẫn giữ được phải không? Nó vẫn giữ được cái nền đây mà, thì khả năng nó kéo lại thôi. Có cái con MXB đi, nó lủng xuống, nó lủng xuống nhưng cái giá của nó là giá bao nhiêu, giá thấp nhất phiên là giá mở cửa luôn đó, giá phanh là giá 25,05 nè, giá thấp nhất phiên là mở ra giảm xuống tí là 24,95, tức là khi nó mở cửa ra là giá 25,05 là giá rất thấp ở dưới đây, nhưng trong phiên nó lại đóng cửa được 25,15, tức là nó có đỡ lại cung cầu, nó không phải đóng cửa cắm xuống luôn, thấp xuống luôn, mà nó lại đóng cửa cao hơn cái giá nó mở cửa. Trong khi mọi người nhìn lại thị trường chúng ta nha, thị trường chúng ta đóng cửa ở đây, giá mở cửa thị trường chúng ta ngay đây không, 1486 đóng cửa quanh nhiêu, 1475, tức là đóng cửa giảm 10 25 điểm, đóng cửa giảm 25 điểm, hoặc là so với giá mở cửa nó giảm mười mấy điểm, nhưng con MXB vẫn đóng cửa cao hơn cái giá nó mở cửa ra, nó có cái sự trái ngược ở đây, người có thể hình dung được cái này không? Nó thành ra việc hôm nay nó tuy là nó giảm điểm cho nên chúng ta lỗ nhiều, nhưng nó lại cho cái gì đó tích cực ngầm bên trong, cũng như là khối lượng nó rất thấp, khối lượng nó rất thấp nên nó giật lại là rất nhanh nha, nó giật lại là nhanh thôi. Nên thành ra hôm nay em không có tư vấn người cắt lỗ, trừ khi mọi người tài khoản quá căng thì mọi người mới phải cắt thôi. Còn việc nếu tài khoản mọi người hôm nay không có căng, hoặc là có cổ phiếu tốt trong danh mục nó đỡ lại, thì em không có tư vấn mọi người cắt cổ phiếu nào cả, do cái thị trường này mình vẫn kỳ vọng nó tiếp tục tăng nha, và vẫn kỳ vọng là đây chỉ là cái nhịp rũ nền để trước khi tăng. Cái chỉ báo chuyển vị xây này nó vẫn cho thấy là thị trường chúng ta sẽ tăng, các cổ phiếu ngân hàng đây là chân sóng nha. Rồi, tận cùng của sự đau khổ, tận cùng của sự bị cực, của sự sợ hãi là gì, là ngưỡng cửa hiên đường, lúc nào trên thị trường này nó cũng vậy. Còn
ở nơi nơi gì thiên đường, sự hưng phấn tột cùng là những cái bô, những cái bô up rất mạnh, up rất đau nha, nó nghịch lý ở trên thị trường này lắm, nó thành ra nhịp này chúng ta vẫn cược nha. Rồi tiếp tục chúng ta coi qua chứng khoán thì RSI hôm nay vẫn xanh, khối lượng vào rất lớn 24 triệu, rất tốt nha. Con này đang mở biên đẹp này, khả năng nó vẫn tăng thôi. Hôm nay nó gặp yếu tố thị trường, ngày mai nó tiếp tục tăng nha. Nó thật ra nó đánh ở đây nè, nó từng đó giống ở dưới đây nè, nó giống cái nhịp nào ngày hay nó tăng lên, nó liên tục đào đâu, nó tăng đâu có nổi đâu, khối lượng nó vẫn vào nè đó, ngày hay nó giống giống đây không, cái cây này nè tăng có 2% thôi nhưng mà khối lượng nó vào 23 triệu, tức là nó vẫn tăng nha, nó vẫn tăng thôi. Thì cái nhịp này của gói ai mọi người đừng có nhìn nó dày là xấu, phải không, em nghĩ nó vẫn tăng bình thường nha. HCM nè, con này hôm nay hơi hơi đen là nó quay đầu xuống giá đỏ thôi, chứ thật ra cái biên này chỉ cần nó vượt 39 thôi, mọi người mua FOMO cũng được để kéo lên dùng trên đây nha. Nhìn chung là ok đó, khối lượng vào đạt rồi nè. VCI hôm nay khối lượng vào lớn nhưng gặp đúng thị trường xấu nên phải đóng cửa giá vàng, thì con này nhìn chung là đang là chân dòng tiền, giá vượt 65 có thể canh mua nha. VND nè, mọi người nhìn cái giống mũi tên này, nó báo bán rồi nè, ha, giống mũi tên báo bán nhưng cổ phiếu đâu có lủng, cổ phiếu ở đâu có lủng mày 20 đâu, tại sao thị trường sống như vậy mà con này nó không gãy, ha, mọi người nghĩ nó sẽ gãy nhưng nó đâu có gãy đâu, thì khả năng có thể ngày mai nó sẽ giật lên lại thôi nha. Nó giống giống cái nhịp này nè, nó giống giống cái nhịp này đi lên test nền ở đây nè, không test lại đỉnh nè, test lại cái vùng đỉnh cũ nè, xong rồi đó nó gãy, có mũi tên báo bán, cái buổi sáng giật lên chạy chân sống luôn. Ở đây nó cũng tương tự nha, nó tương tự vậy đó, có phải là đang đi lên nó test lại đỉnh không, nó cũng giống bên đây đang đi lên test lại đỉnh không, và nó giật lên chạy sống mới, nên em có thể em sẽ canh con này vào ngày mai, nếu mà được thì mình sẽ mua, nếu thị trường ok mình sẽ canh con VND nha. Hết đi, tức là hôm nay nó gãy xuống nhưng mọi người thấy nó sao, nó chỉ gãy một phết mấy và nó vẫn giữ được cái nền, giữ được MA 20, đâu có bị gì đâu. Thì con này chỉ cần ok cái nó giật lên cây một, giật lên cây một thôi, nên thành ra cái con này nó giảm ở đây á, do chúng ta mua xui gặp đúng cái thị trường nó xấu thôi, chứ thật ra tốt nha, gán nắm giữ không có gì đâu. RT đi, hôm nay đáng lẽ là cái phiên nổ con này mà không nổ được, không lên tới 11.5 gặp thị trường xấu quay xuống, thì con này khả năng là nó vẫn tiếp tục xe quay đây, nếu thị trường ok đánh lên nó đánh liền, nên những ai đang giữ thì cứ giữ là 10 mấy % thôi, nhìn tí xíu gì thôi là 10 mấy % rồi. ORS đi, đây người thấy là con này hôm nay thị trường rất xấu không, nhưng con này chỉ giảm có 1.1, siết rất chặt ở đây, tức là đang thiếu cái yếu tố đồng thuận của thị trường chung, thì chỉ cần ok nó giật lên nổ tiếp nha, nên những ai đang giữ thì cứ giữ bình thường. SBS đi, có một số anh chị bảo nó xấu nhưng thật ra nó vẫn giữ được trend nè, không, nó vẫn giữ được bình thường, ví dụ nó tăng nè, nó gãy vài cây xong rồi tăng tiếp thôi, đây nó gãy vài cây thì nó sẽ giật lên vài tiếp thôi, chứ đâu có gì đâu, nó thành ra cái ngành chính lướt qua người thấy nó sao, không có xấu nha, nó không có xấu. Với còn VDS này nó rủ hơi nhiều, nhưng mà rõ ràng đây là cổ phiếu tăng mạnh từ dưới đây lên đây, thì bây giờ nó chỉnh xuống đây bình thường thôi, nó test lại vùng này nè, thì khả năng nó test xong thì chỉ giật lên nó test lại đỉnh thôi nha, nên thành ra mọi người cứ giữ bình thường đi, tăng đúng quy tắc thôi, gãy đúng quy tắc thôi. Rồi BSA con này thì sao, nén ở đây rất chặt rồi, nén ở đây nè, mà nó không vượt được thì nó quay xuống nó rủ, yeah, thì khả năng ngày mai nó sẽ hồi nhẹ, sau đó nó tăng lên lại thôi, nên những ai đang giữ cứ giữ bình thường. Đó là các cổ phiếu ngành chính, thì nhìn chung á là mình lướt qua mình sẽ thấy nó không có vấn đề gì nhiều nha. Cái con MBS nè, cái phiên này nè, giống nhau đó nha, khả năng là ngày mai nó sẽ kéo lên lại đó nha. Nhìn chung là nhìn ngành chứng không có sao đâu nha, nên những anh chị nào mà giữ ngành này mọi người cứ bình thường thôi. Đi HBG hôm nay nó gãy nha, có nhiều anh chị bảo nó xấu nhưng thật ra em thấy nó cũng bình thường, nó không có xấu đâu. Do sao, do cái con này nó lên nó giải cứu nhà đầu tư kẹt quanh giá năm mấy là thứ nhất, thứ hai là nó đã đi một cái đoạn dài nó có lời lớn, và mọi người thấy cái đợt nó lên nó tạo cái này nè, nó giống đây không, giống y hệt luôn không, xong nó cũng gãy nè, có khi nó gãy về tới chân nến cây dưới đây luôn nè, vậy thì tốt ở dưới đây lủng luôn nè, thì đây nó có phải giống vậy không, nó cũng rủ xuống thôi, nó cũng rủ xuống bình thường thôi, ở đây nó rủ được mà bên đây nó rủ mọi người lại sợ, nó rủ mọi người lại sợ, vậy là đâu có được. Cái con này cái trend tăng nó vẫn giữ nè, nó đâu có mất gì đâu, thì khả năng ngày mai nó sẽ tích lũy đi ngang đây giờ kéo lại thôi nha. Thành ra em nghĩ HBG em vẫn kỳ vọng nó có thể lên test trực đỉnh, nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Nếu mình mua hết mình hãy lựa con HBG, mua nó sẽ an toàn hơn. Và gì, mọi người mua con này cứ canh giá đỏ mua, không có nhất thiết phải đu lệnh nha, giờ nó đánh rất chậm.
Rồi mình nói tiếp nha. Hoa sen nè, đây mọi người thấy hôm nay nó quay xuống nó rủ không? Thì nó quay xuống nó làm gì? Nó lắp cái gáp này đây thôi. Nó giống giống cái nhịp này đây nè. Đánh rất xấu, rất khó chịu, thì con này do nó đầu cơ biên độ quá lớn thì khả năng nó quay xuống đây, nó đi ngang vài phiên xong nó đánh lại thôi. Những ai đang giữ cứ giữ bình thường, nó đang kéo những cái đường EMA đi lên nha. Năm kim con này hôm nay dập ít rồi. Do cái độ đỡ của tổ chức con này em đánh giá là rất khỏe nha, nên khả năng mấy con kia nó chỉnh ngang là con này chỉ đi ngang vậy thôi, sau đó nó tiếp à, nhưng mà không có điểm mua nha, ai giữ cứ giữ. Con này á, lời lớn nha, ví dụ mọi người bắt cái khúc này đi, người lời được nhiêu phần trăm? Lời được 30%, thì lời 30% mọi người sẽ sẵn sàng chốt lời khi thị trường xấu, sẵn sàng bán mọi giá khi thị trường xấu. Thì sao? Thì nó bán, nó cho người bán đó, nhưng mà cổ phiếu đâu có lụng. Không, vẫn đóng cửa 41.9, cao hơn 48.99 là mai năm nè, tức là vẫn đóng cửa cao bình thường, phải không? Nên thành ra là hết học sao đâu nha. TVN đây nó giảm bằng cây hôm qua thôi, tăng nhiêu giảm lại nhiêu thôi, thì nó sao, nó sẽ đi ngang đây thôi, chờ mấy con hép kia tích lũy đủ nó sẽ lên nó test đỉnh. Do dù gì thì gì thì cái vùng giá quanh 18 này là một cái kháng cự lớn. Nếu mình coi cái volume profile nha, người thấy cái volume profile lên nào, kéo cái người đây qua đây, có phải là một vùng kẹt lớn. Cái video giải thích về volume profile em có up ở trên kênh rồi nha, mọi người có thể coi đây nè, MCDX và volume profile nè, thì mọi người thấy ở bên đây nè, cái vùng volume profile bên đây là cái vùng rất lớn nha, dài tới đâu khúc này luôn nè, đó khúc này nè, thấy khúc này nè, thì có phải nó ngang đây không? Nó là vùng lớn nhà đầu tư kẹt thì nó rủ là bình thường nha, chứ nó tăng hoài thì tàu nặng sao. Chúng ta coi tiếp dầu khí nha. Dầu khí thì mình coi con BLX đi. BLX á, giảm tới giảm lui nha. Thật ra nó vẫn giữ được cái nền này, không có lủng nha, nó không có lủng thì khả năng nếu ok ngày mai lại hồi lên lại thôi. Và con này không có điểm mua nha, không có điểm mua nhưng mà nắm giữ thì giữ được. Nó đang tương tự nhịp này nha. Nó đang tương tự nhịp này nè. Ga. Hôm trước tăng nhiều hôm nay quay xuống lắp gáp thôi. Chung quy là quay xuống lắp gáp thôi, đúng kỹ thuật mà. Không, đánh đúng kỹ thuật mà, đâu có gì xấu đâu. Thì khả năng con này ngày mai nó giảm nhẹ xuống và trưa nó lại hồi lên thôi. BR. Có những cái con này thì cần nói nè. Việc đua lệnh con này ở đây lại hình lại không ok phải không? Nên thành ra cái nhịp này mọi người hỏi em có một mua dầu không thì em nói là cái phiên hôm qua đó, nhiều anh chị hỏi em mua lại không thì em nói là thôi không mua đó. Thì hôm nay mọi người thấy chưa? Có thể mình giữ thì nó ok, nhưng mà mình mua vô nó lại xấu. Nó vậy vậy đó. Nó thành ra con này nhưng mà hôm nay nó cũng không giảm nhiều, nên khả năng ngày mai nó có thể giật lên, nó đi ngang đây và nó kéo lại nha. Thôi hôm nay giảm xuống nè, không quay xuống nhưng mà khả năng ở đây nè nó sẽ tiếp tục đi ngang đây, và nếu thị trường tốt nó sẽ kéo lên tiếp, nhưng mà điểm mua là không có. Nếu mà những anh chị mua giá đỏ thì em nghĩ được nha, nhưng mà đua lệnh thì thôi không có đua. BVS giảm nhẹ hơn, giữ được 38, hôm trước nó giữ được 37, hôm trước nó giữ được 36, hôm nay nó giữ được 38, rất khó chịu. Khối lượng về là đạt không? Không đạt. Nhìn chung là nó chỉ cho mọi người nắm giữ gồng thì được, chặn lại ví dụ lũng 37.5 bán chốt lời, lũng 36 chốt lời, ok lũng xuống chốt lời, nhưng mà để mua mới thì nó rủi ro. Nếu mà mọi người có sẵn hàng, mọi người canh giá đỏ mọi người nhặt, tại vì cái biên đó lên đây rất lớn nha. Ví dụ trong phiên có lúc nó ở giá này nè, đó sau có lúc nó đập mạnh xuống xong rồi hồi nó hồi lên, hồi nó lại đạp xuống, tức là mọi người có thể lợi dụng cái biên khoảng 2-3% của nó, mọi người lướt mọi người kiếm tiền. Tổng cái lợi nhuận mọi người giá vốn mọi người dẫn ở dưới đây, mọi người có thể tận dụng được trong những cái nhịp nó đang tích lũy nha. Rồi BBC con này thì không cần nói nhiều phải không, tiếp tục tăng mày thấy nè, không tăng lên nè, nó chỉnh cây nè, chỉnh đỏ coi như là đỏ đi đó, đỏ một cây xong bữa sau nó trần, bữa sau nó lại chỉnh, bữa sau nó lại trần trần xong chỉnh trần rồi chỉnh, cứ vậy nó đi lên thôi. Hôm nay nó hù người ta chốt lời đó, em nghĩ lên đây là chốt lời thôi đó, thì khả năng nó lại tiếp tục tăng thôi, mình càng chốt nó càng tăng nha. Những con này không có điểm mua, ai giữ cùng em thì cứ giữ, biên độ vẫn đang mở ra rất đẹp nè. Những cái con này á nó sẽ liên quan tới giống như con pet nè, ví dụ như mình có thể chốt lời khi nào, mình có thể chốt lời khi nó xây cái nền này mà mình thấy nó không tăng được liên tục nè, người thấy đây nè, nó đã không tăng được liên tục vài phiên nè thì nó sàn là bình thường. Nó thành ra khi nó xây cái nền mà nó tăng không được á, mình chốt lời cũng đâu có muộn, mình chốt lời cũng đâu có muộn, đâu có phải ngày nào mình cũng phải ngồi canh cái đây có phải đỉnh không, tức là hôm nay canh ngày nào cũng phải ngồi ghim nó hôm nay có tạo đỉnh không, chi vậy
nó muốn gãy nó sẽ xây cái nền, nó tăng không nổi vài lần cái nó lừa người ta vô cái nó gãy. Mắc mớ gì mình phải ngày nào mình cũng phải ngồi mình canh nó để làm gì, để mình coi nó có phải là tạo đỉnh hay không. Nó tạo đỉnh nó cũng phải mất vài phiên chứ. Nha mọi người thấy cái trạng thái compass này hôm đó ông có nói đó, nó đang tăng gì thì nó cứ tăng hoài thôi, nhưng mà khi nó tạo đỉnh nó sẽ đi gian vài phiên nha, nó sẽ đi ngang vài phiên rồi nó mới gãy. Mà hôm nay compass nó gãy xuống nè, nó nằm sàn nè, như em đánh giá nha, ngày mai nó hồi xuống nè, nó gãy xuống đây nó về chạm cái gáp quanh giá 50 nè, khả năng nó sẽ hồi lên nó chạy xuống mới nha, khả năng khoảng 6%. Vì sao? Vì nó gãy xuống nó không có khối lượng và nó vẫn còn gáp đây, nó sẽ giống giống những cái con như FRT. Em sẽ ví dụ mọi người nè, ví dụ của FRT xưa nè, ở những cái giai đoạn này nè, lúc nó đi lên mọi người thấy nè, nó cũng gãy xuống, nó dài phiên nó không tăng được đúng không, nó gãy xuống nó gần nằm sàn hai phiên xong nó lại giật lên tăng tiếp nha, tức là cái chu kỳ nó mới bắt đầu thôi. Nên thành ra nó rủ người ta ra, những nhà đầu tư đu bám có lời chốt ra hụn ra bán ra bình thường hơn. Nên những cái con này em nghĩ là ai đang giữ mà chưa bán kịp đó, đừng có bán tháo nha, đừng có bán tháo. Nếu mà thật sự nó gãy, nó ngày mai nó giảm xuống đây, nó sẽ hồi lại nó test lại cái giá 54 một lần sau nó mới gãy tiếp nha. Rồi đó là cái cổ phiếu dầu khí. Chúng ta coi tiếp năng lượng nè, Vô nè, nó vẫn giữ được tốt. Có một số tin xấu của Vô này về nhà máy Nga nó rút khỏi Việt Nam phải không, cắt lỗ gì đó. Nhìn chung á, tin đó là tin ra trên Tuổi Trẻ. Cái tin này nè, ở trong room trao đổi anh chị có trao đổi hồi chiều nè. Vô để em kiếm lại đây, nhà thầu Nga rút ra. Thì cái tin này là tin trên Tuổi Trẻ, mà Tuổi Trẻ là một con trang báo Việt Nam thì bảo đảm lên nó phải có kiểm duyệt, và nếu mà nó kiểm duyệt nó sẽ mất thời gian chứ đâu phải nó đăng cái là đăng lên được liền, tức là ai cũng biết. Những cái nếu em nghĩ là tổ chức nó sẽ biết trước hết, mà nếu nó biết trước được cái tin này thì tại sao hôm nay nó không đạp á. Nó thành ra con này nó vẫn siết chặt vì khả năng nó sẽ giật lên nó chạy lại, nó giống như cái chuyển vì xoay tương đối của chúng ta đây nè. Cô này ha, nó ở đây nó móc lên là có phải đúng không nè. Nó thành ra con này vậy là bình thường, tức là nó sẽ bắt đầu nó hồi hồi lên đây, sau đó nó bùng nổ, lúc đó anh sẽ hướng dẫn người mua thêm. Rồi GEG hôm nay tăng khối lượng vào rất lớn, 5 triệu mấy, tuy nhiên gặp đúng thị trường xấu nó không lên được phải không? Đóng cửa cao cao hơn 28 tí coi như là vẫn vượt đỉnh. Thì con này khả năng nếu ok ngày mai nó kéo tiếp, ai giữ thì cứ giữ bình thường, nhưng mà mua mới không có điểm mua. Rồi tiếp tục chúng ta coi BC1 nè, đánh lên vượt đỉnh khối lượng vào cực đại nè. Hôm nay không có thị trường chung xấu là nó trần rồi đó. Thì con này mọi người ai có giữ thì cứ giữ thôi, xác suất nó kéo tiếp thôi nha. Rồi chúng ta coi tới bất động sản nè, đất xanh. Hôm nay cái con đất xanh nè gãy xuống như thế này để giống giống con pet đó, con pet đó có phải nó đang bắt đầu rơi cái này không, thì con này nó rơi tới đây nè, khối lượng nó nhỏ nha, khối lượng nó nhỏ thì con này khả năng á nó là rơi từ đỉnh là giá 45 về giá như 40 là bao nhiêu phần trăm, là 11% rồi. Thì sao? Thì khả năng ngày mai nó rơi thêm buổi sáng nữa là về quanh 39 ở đây. Nếu những anh chị nào liều bắt đáy cổ phiếu á, khi nó về test đỉnh á, mình bắt đáy vào thì khả năng mọi người có thể có lời khoảng như 50% bắt đáy nha, bắt dâu rơi nha. Đó, em nói thẳng là bắt dâu rơi đó. Thì con này ngày mai mọi người có thể canh, do nó đã chiết khấu từ đỉnh nó về đây là 12%, 11% gì đó quanh đây thôi. Và khi sáng mai nó mà rơi thêm thì nó sẽ rơi khoảng 15% là nó đủ cái biên độ chiết khấu của cổ phiếu điều chỉnh từ đỉnh, điều chỉnh mạnh nha, điều chỉnh mạnh từ đỉnh xuống thì mình có thể canh, mình bắt đáy cổ phiếu để cược cho cái ông hình có thể đánh lên vượt 50 tới 60. Đó, đó là cái cách mà chúng ta cược cổ phiếu. Ví dụ đây mình thấy nó rơi đây nè, nó cũng rơi từ đỉnh xuống đây là như em nghĩ là cũng lớn đó, rơi 13,4% nè, 13,9 nè phải không? Đã rơi từ đỉnh này xuống đây khi nó đánh gì, khi anh vượt đỉnh. À, mọi người thấy đây nó đánh vượt đỉnh rồi phải không, nó đánh vượt lên nó đi ngang vài cây tăng không được, sau đó nó rơi xuống mười mấy phần trăm, nó giật lên nó chạy trần liên tục, thì đây có phải y chang vậy nha. Nên thành ra nếu mọi người cược nó sẽ tăng vậy thì mọi người thua, mọi người về đâu, mọi người về đây, người lỗ bao nhiêu, lỗ 700. Nhưng nếu mọi người ăn, mọi người giật lên thì mọi người đo thử cái từ cái đoạn mà bắt đáy ở dưới đây nè, giật lên người sẽ lời được nhiêu, 70%. Đúng không? Tức là mình phải cược hai cái, một là mình lời là 70%, hai là mình sẽ lỗ T3 7%.
Nếu và cái này có thêm một cái rủi ro nữa nha, là nếu thị trường chúng ta gãy thiệt thì chúng ta sẽ lỗ bao nhiêu? 21 ra trong T3 nha. Do thị trường chúng ta dù sao thì dù thì mình có ảo tưởng cỡ nào thì ảo tưởng, nhưng mà lỡ ngày mai nó gãy thiệt sao thì mình sẽ lỗ 21%. Nó thành ra nếu bắt đáy thì em nghĩ mọi người nên bắt con đất xanh, nó sẽ ok ha nha, và nó sẽ đi quyết liệt hơn. Nếu mà nó giật lên là nó chạy chạy nhanh dữ lắm. Nhưng nếu mọi người bắt những cái con kia, ví dụ người bắt MBB, STB đi, em nghĩ sẽ mất thời gian nha, rất mất thời gian. Còn con này nếu bắt thành công á, T3 luôn về hai mấy phần trăm là bình thường nha. Đó là em hướng dẫn mọi người, nếu mà bắt đáy thì chọn những con này bắt nó ok. Khối lượng nó bán ra đây không lớn nha, và nó bán không quyết liệt nha. Nha, tại sao em nói là bán không quyết liệt? Do mọi người vô đây một con đất xanh nè. Nó bán nè. Nó có hồi lên mạnh rồi, thấy không? Đây là nến 1 phút nè. Nó có hồi lên mạnh nè, sau nó mới rơi xuống và nó vét lại và nó đánh khá là khích nha, nó không có rủ mạnh đâu. Nó rơi từ từ thôi đó. Chúng mình coi nến 5 phút rồi, đó cũng giống vậy thôi, mình hãy nó rơi từ từ thôi chứ nó không phải rơi mạnh đâu nha. Và con này được đỡ lại cuối phiên. Em thấy hình như mới vô nó bán 1 triệu mấy, rơi về 39.3 hay gì đó, âm gần sàn luôn đó, mà cuối cùng nó đỡ 1 triệu nó mua lại nè, đúng giá 40 nè. Đó nên đó là những cái phân tích của em về con đất xanh nha. Rồi chúng ta coi con KDH đi. Vẫn giữ được mô hình, con này đã vận động y hệt thị trường chung. Thị trường chung gãy, nó gãy. Thị trường chung không gãy, hồi nó hồi, nó thành ra chúng ta giữ bình thường, khối lượng đây khá là hấp nha. Mọi người hiểu ý này không? Tức là thị trường nó xấu gãy luôn là con này gãy. Còn nếu thị trường ok hồi nó hồi thôi. Nên thành ra mình cứ giữ nó bình thường nha. Cái biên độ, nhìn cái cách đánh của con KDH nè. 70% mai nó hồi lại nha, 70%. Nếu mọi người muốn bắt đáy con này mai bắt cũng được, nhưng mà khả năng là mai mở cửa nó hồi luôn rồi nha. Nhìn cái cách đây là 70% mai nó sẽ hồi. Rồi, ABC, một cổ phiếu đáng lẽ hôm nay mình phải bán không? Nhưng hôm nay em kêu mọi người là thôi gán giữ đi. Vì sao? Vì mình nói là thị trường mình nó cũng không có gãy đâu. Nên thành ra là con này nó về tới hỗ trợ lớn rồi nè. Nên thành ra chúng ta gán giữ luôn. Nếu mà nó lủng nữa thì thôi, cắt lỗ nha, cắt lỗ cũng không muộn. Còn nếu mà ngày mai nó hồi lên lại thì mình giữ, để coi nó hồi lên tới cái nền này không được thì mình sẽ bán cổ phiếu ra nha. Nhìn chung là ngày mai mình sẽ quyết định hot hay không, còn hôm nay thì thôi gán giữ luôn đi, lỡ nó gãy tới đây rồi. Với lại là gì, thị trường nó cũng chưa gãy mà mình đi chạy trước nó thì lỡ như nó không gãy nó hồi lại mình lại mất hàng. Mình cầm từ dưới đây mình cầm lên đây, xong mình cầm về dưới đây cái mình bán ở ngay đây cái nó hồi lên, công bộ quê dữ à. Thế ra, nó thành ra thôi gán giữ luôn đi. Rồi chúng ta coi tiếp cảng biển đi, HAH là hôm nay nó quay xuống nó gãy rồi, nó tăng quá trời tăng luôn, nó gãy một cây gì có gì đâu. Nếu mình coi trong quá khứ nữa nha, nó đi lên là người thấy nè, gãy cái gì xong nó vẫn tăng nè. Gãy nè, nó vẫn tăng thôi, nên thành ra cái nhịp này em thấy bình thường thôi, nó rủ những nhà đầu tư có lời ra. Con này khả năng ngày mai nó về quanh 85 nó sẽ hồi lại thôi nha. Cho mình đét nè, con này thì sao, đi sốc quá thì quay xuống sốc thôi. Giờ nó cái cách đánh của cho mình đét nó sốc lắm nha, thì nó rủ cái này nó tương ứng cái nhịp này thôi nha. Khả năng ngày mai nó sẽ đậu quanh 52 sau đó nó hồi lại, nhưng mà không có điểm mua nha. Đi P nay con này rẻ ít phơ thì nó khả năng nó đang chờ mấy năm đi lên, khả năng ngày mai nó sẽ về quanh 22, nó sẽ bắt đầu hồi, nó tạo cái cốc rồi. Giờ nó vượt được 24 nó sẽ đánh lên 27 nha, nó thành ra con này cứ giữ bình thường. Rồi tiếp tục chúng ta coi thủy sản dịch mai coi, có TNG hôm nay gãy nữa. Nhìn chung cái con này nó lên ngay đỉnh đó, mà nó test đỉnh không thành công nó quay xuống. Target của nó là quanh 33 nha. Nó có thể là đậu quanh 33 để nó tạo hai đáy. Sau đó đánh lên dòng mới, tức là nó hình thành mô hình cốc tay cầm. Con này thì em nghĩ là khối lượng gì nó không có gãy đâu, nó sẽ rũ bỏ. Cái cách đánh con này rất khó chịu nha, nó giống giống cái nhịp ở đây đánh rất khó chịu luôn. Thì con này em nghĩ là nó chỉ tạo cốc tay cầm thôi rồi đi lên lại. Những ai đang giữ cứ giữ bình thường, mua thì mình chờ thêm. VGT đánh mãi không lên phải không? Hôm bữa em có nói con này nó hơi yếu hơn do cái nhịp này nè, ngay đây nó hơi yếu, nó tăng mãi nó tăng không được, bây giờ nó quay xuống thôi. Nhưng mà nó vẫn giữ được quanh đây thì khả năng ngày mai nó sẽ rũ nhẹ xuống quanh giá, có thể là dưới 25 cho nó hồi lên lại ha. Nên những ai giữ cứ giữ bình thường. Chúng ta coi dược phẩm đi, Dabaco. Dabaco tại sao em nói con này? Thì bây giờ con này là con cuối cùng trong bản tin hôm nay, 1 tiếng rồi. Do hôm nay là mình làm bản tin khá là muộn mà mình còn đợi mình nói xong con tất cả cổ phiếu là biết nào xong. Thì con này tích lũy giai đoạn này rất lâu. Thì nói sao? Nó giống thị trường chúng ta, nó cần rủ một cây để nó ép ta cắt lỗ ra, cắt xong nó sẽ khởi đầu chân sóng mới, nó kéo lên nha. Nên thành ra em nghĩ con này mình gán mình giữ không sao đâu.
nó giống như cái nhịp phía trước nè, ví dụ người thấy nó tích lũy đá nè, rủ xuống cái chạy tiếp nha, hoặc là ở đâu, hoặc là ở đây nè, nguyên cái chân sóng đánh lên lên này phải không, thì ngày đây nó cái này là mô hình lớn nha, lớn hơn bên kia nhiều, thì đây người thấy nó tích lũy đây, mô hình rất lớn nè phải không, rủ xuống cái giật lên chạy tiếp nha, thì khả năng hôm nay em nghĩ là nó rủ nó sẽ mất ít thời gian hơn, có thể là chỉ cần tuần thôi nó sẽ đánh lại thôi, nên con này hôm nay rủ vậy là đánh giá ok, cứ giữ bình thường. Rồi đó là tổng thể thị trường chúng ta và các cổ phiếu trên danh mục cũng như là các cổ phiếu trong thị trường, thì nhìn chung á tùy vào cái góc nhìn của mình và cái khả năng chịu đựng của mình mà chịu đựng thị trường này, chứ bây giờ bán ra chưa chắc hôm nay mọi người bán là đúng, cũng chưa chắc hôm nay mình cầm hàng là đúng nha, chưa chắc cái nào là đúng cả, thị trường là luôn đúng, chúng ta phải chờ vận động của nó xác nhận mình bán nó sẽ ok hơn là bây giờ mình chạy ra. Như ví dụ như hôm 14 tháng 2 gãy mạnh, bữa sau nó tăng lại hết nha, còn y hệt luôn không, nhiều nhà tư đang bắt đầu phân tích hai chỗ này nó giống nhau không, thật ra nó giống thiệt chứ bộ nha, nó khác khối lượng, nó chỉ khác khối lượng thôi đó, khối lượng rất lớn đạp ra mà không gãy nè, nó thành ra chúng ta cứ bình tĩnh nha, em nghĩ là nên tốt nhất là mình phải bình tĩnh một tí, chứ bây giờ mình mà hoảng loạn rất dễ mình mất hàng, do nó đang tạo được cái gì, cái sự hoảng loạn trong đám đông nha. Rồi thì đó là toàn bộ nhận định của em hôm nay, mọi người xem tới đây nhớ ủng hộ em bằng một lượt like, share và đăng ký kênh. Nếu muốn vào team chăm sóc và quản lý, liên hệ với bạn trợ lý Thanh Hà bên dưới phần mô tả video, bạn sẽ hướng dẫn mọi người vào team chăm sóc nha. Rồi xin chào mọi người, em là Nhật Quang.